Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, chưa bao giờ Thái Lan lại run sợ trước tuyển Việt Nam như lúc này. Sau huấn luyện viên Nishino thì đến truyền thông của Thái Lan tìm mọi cách tạo ra sức ép cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đó chứng tỏ là họ rất run sợ khi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Tuyển Việt Nam hôm nay khác với quá khứ rất nhiều. Từ một đội bóng thường xuyên lo lắng khi đụng độ Thái Lan thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang trong tư thế của nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018. Chúng ta đã không ngán bất kỳ đối thủ nào tại sân Mỹ Đình. Thế nên tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 tới, điều đó khiến cho đối thủ phải lo sợ ngay từ bây giờ. Nỗi sợ của tuyển Thái Lan bắt đầu từ chuyện ông Nishino bóp méo sự thật bằng cách chê trung vệ Bùi Tiến Dũng đá câu giờ, dù sự thật là trung vệ của tuyển Việt Nam bị bàn tay của Chanathip Songkrasin đánh trúng vào mặt. Bây giờ truyền thông Thái Lan tiếp tục giở trò bằng cách mượn Văn Quyết để gây sức ép với huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc dùng người. Rõ ràng là tuyển Việt Nam ngày hôm nay mang đến nỗi sợ hãi cho người Thái trước cuộc chiến ở Mỹ Đình. Đó là lý do cả ông Nishino và truyền thông của nước này đang cố tình tạo nên cuộc chiến hay đào sâu về chuyên môn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở Mỹ Đình, song phẳng thì đó là cơ hội rất lớn để cho thầy trò Park Hang-seo hạ Thái Lan. Bởi đội bóng xứ sở Chùa Vàng bây giờ không còn ở tư thế cửa trên so với chúng ta. Họ chỉ có một điểm khi tiếp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở sân nhà. Còn trước đó thì phải nhận thất bại 0-1 ở Kings Cup 2019. Vấn đề quan trọng đó là tuyển Việt Nam ngày hôm nay là một đội bóng bất bại dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo tại Mỹ Đình, là nỗi ám ảnh cho cả Đông Nam Á trong 2 năm qua, kể cả là người Thái cũng chưa thể thắng được tuyển Việt Nam. Thái Lan bây giờ cũng chẳng khác gì Malaysia khi đến làm khách ở sân Mỹ Đình. Họ đang lo sợ sẽ thua tuyển Việt Nam. Sự run sợ phản ánh quá đầy đủ qua phát biểu bất chấp sự xấu xí trong quá khứ của ông Nishino. Còn truyền thông Thái Lan thì cho đăng tải chuyện không gọi Văn Quyết là không cần thiết, bởi huấn luyện viên Park Hang-seo dùng người như thế nào là quyền của ông ấy. Dĩ nhiên thì sự quan tâm càng lớn cho tuyển Việt Nam thì càng chứng tỏ rằng Thái Lan đang run sợ trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Thái Lan chưa đá đã cho thấy nguy cơ thất bại ở sân Mỹ Đình là rất lớn. Với người hâm mộ Việt Nam, niềm tin chiến thắng dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo đang ở mức cao nhất. Tất cả đều tin rằng tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là cơ hội rất lớn để cho chúng ta giành 3 điểm. Vì xét trên nhiều yếu tố thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh hơn Thái Lan nhờ chơi ở trên sân nhà. Nếu phải chỉ ra một phẩm chất nổi trội nhất của tuyển Việt Nam trong những trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thì đó chính là độ lạnh. Mà không chỉ ở những trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trong suốt 2 năm qua về cơ bản là một đội bóng lạnh lùng. Chúng ta hãy bắt đầu với trận đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup với đối thủ Malaysia. Đấy là một trận đấu mà trước khi bóng lăn thì mọi thứ diễn ra rất nóng. Nóng từ phía Malaysia khi huấn luyện viên trưởng của họ là ông Tan Cheng Hoe luôn miệng hô quyết thắng. Ông Tan Cheng Hoe hô như thế là bởi ở AFF Cup 2018, đội bóng của ông gặp Việt Nam 3 lần thì hòa 1, thua 2. Nghĩa là ở lần tái đấu này, ông muốn đòi lại và chắc chắn sẽ làm tất cả để đòi lại cả vốn lẫn lãi ở sân Mỹ Đình. Cái nóng từ phía ông thầy lan sang cái nóng của các học trò khi cầu thủ Malaysia trả lời phỏng vấn cầu thủ nào cũng tự tin là sẽ chiến thắng. Có nhiều cách lý giải cho sự tự tin toàn diện của thầy trò ông Tan Cheng Hoe và người Mã, mà dễ nghe nhất là việc họ cứ phải nói to lên như thế để cho đỡ sợ. Nhưng thực chất đấy chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Ở một khía cạnh khác, không thể phủ nhận rằng Malaysia với sự xuất hiện đầy mới mẻ của các cầu thủ nhập tịch, quả nhiên là họ đã mạnh hơn so với chính mình một năm về trước. Mạnh hơn và quyết tâm hơn, đấy là một sức ép mà Malaysia tạo ra cho Việt Nam. Tuy nhiên thì cái nóng của trận đấu không chỉ đến từ phía Malaysia mà còn đến từ phía báo giới của cả hai nền bóng đá. Những đài truyền hình, những trang báo thể thao hàng đầu của cả hai nước đều không ngừng cập nhật và bình luận từng diễn biến nhỏ nhất liên quan đến trận đấu sắp diễn ra. Nói theo ngôn ngữ bóng đá thì đó là không khí được bơm căng tới mức không thể căng hơn. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rốt cuộc
đã ứng xử với cái nóng hầm hập ấy như thế nào? Vẫn là một cách tiếp cận trận đấu như những gì vốn có là lùi sâu xuống phòng ngự, nhường trận địa tấn công cho đối thủ, bình tĩnh chờ thời cơ, và trong một khoảnh khắc lóe sáng của bộ đôi Ngọc Hải và Quang Hải đã ăn bàn duy nhất. Sự thực thì cách đá của tuyển Việt Nam cũng không mới mẻ, không bất ngờ với đối thủ vì chúng ta đã chơi như thế trong ít nhất 2/3 trận gặp Malaysia hồi năm ngoái. Nhưng để có thể tiếp tục chơi như thế và quan trọng hơn tiếp tục thành công thì hệ thống thi đấu bắt buộc phải lạnh lùng. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với chính Malaysia khi tiền đạo Anh Đức ghi bàn, lập tức huấn luyện viên Park Hang-seo nhảy khỏi ghế huấn luyện ra sát đường pit để vừa gọi cầu thủ vừa liên tục ấn hai lòng bàn tay mình xuống đất. Ý ông lúc đó là hãy bình tĩnh chứ đừng vì bàn thắng sớm mà sôi lên, và các học trò của ông quả nhiên đã lạnh từ thời điểm ấy cho đến khi hết trận. Duy nhất một bàn thắng được ghi, một bàn thắng được bảo vệ, và nó được bảo vệ chặt chẽ đến mức đối thủ gần như không có bất cứ cơ hội nào để gỡ hòa. Đến lần thứ hai tái đấu ở vòng loại World Cup năm nay thì vẫn tiếp tục có một bàn thắng sớm, nhưng sau bàn thắng, ông Park ngồi im trên ghế huấn luyện, chứ không phải ra nhắc các cầu thủ là giữ nguyên cái đầu lạnh như trước. Cảm giác như các học trò của ông đã làm rất đúng và rất tốt những kế hoạch mà thầy trò đã chuẩn bị. Trở lại với các phiên bản khác nhau của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ để trả lời một câu hỏi rằng ở cái quá khứ ấy thì đã bao giờ tuyển Việt Nam có một đội tuyển lạnh như thế này chưa? Năm 2008, thời huấn luyện viên Henrique Calisto lần đầu tiên vô địch AFF Cup, và đấy là một chức vô địch mang đầy tính cảm xúc, một chức vô địch mà chúng ta chỉ có nó sau cái xuất thần của Lê Công Vinh ở tận phút 90+3 sau trận chung kết với Thái Lan. Một chức vô địch mà trong hành trình chạm vào nó chúng ta đã phải đi qua rất nhiều những hỉ nộ ái ố, bắt đầu từ thua Thái Lan ở trận đầu tiên, nối tiếp với trận thắng hú hồn trước Malaysia ở những phút cuối cùng. Nó khác hẳn với hành trình vô địch rất lạnh và rất tĩnh ở AFF Cup 2018. Đấy là so sánh cụ thể giữa hai phiên bản đội tuyển Việt Nam ở hai giải đấu mà chúng ta lên ngôi vô địch. Còn nếu phải so sánh về mặt đặc tính, không khó để nhận ra các đội tuyển Việt Nam dưới thời các ông thầy Riddle, Calisto, Franco Guez, Toshiya Miura luôn có đặc tính nóng nhanh mà xỉu cũng nhanh. Đơn cử rõ nhất là hai trận bán kết AFF Cup 2014, khi ấy thì thầy trò ông Miura từng thắng oanh liệt 2-1 trên sân của Malaysia, nhưng sau đó lại vỡ nặng 2-4 trên sân nhà Mỹ Đình của mình. Điều này có thể lý giải ở khía cạnh, trong rất nhiều thời điểm của quá khứ, các thế hệ cầu thủ Việt Nam rõ ràng là bất thường hơn và khó nắm bắt hơn so với một thế hệ tinh tươm sạch sẽ ngày hôm nay. Thêm một lý do nữa là những va chạm quốc tế của những cầu thủ có lẽ chưa đủ lớn và sự tự tin, bản lĩnh thế cũng chưa nhiều như bây giờ. Lý do cuối cùng cũng rất quan trọng nằm ở cách tổ chức đội bóng của các huấn luyện viên. Bởi vẫn lứa cầu thủ này, nhưng cựu huấn luyện viên Hữu Thắng đã tổ chức đội bóng khác hẳn huấn luyện viên đương nhiệm là ông Park Hang-seo, và kết quả là hai huấn luyện viên đạt được là trái ngược nhau. Nếu huấn luyện viên Hữu Thắng luôn lấy quân Hoàng Anh Gia Lai làm nòng cốt và triệt để theo đuổi triết lý bóng đá tấn công, thì ông Park Hang-seo lại xây dựng một đội bóng trước hết là từ hàng thủ. Cái cách mà ông Park sử dụng con người cũng thể hiện rất rõ. Ông là một nhà cầm quân công bằng, lý tính và luôn lấy tiêu chí phong độ làm tiêu chí hàng đầu. Tất cả những điều đó dẫn tới một kết luận rằng kể từ thời bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với làng túc cầu châu Á, tức là năm 1991, đến bây giờ thì mới có một đội tuyển Việt Nam thực sự lạnh lùng. Hẳn nhiên là không có bất cứ phẩm chất nào tuyệt đối và không có bất cứ phẩm chất nào được duy trì từ đầu cho đến cuối với một chất lượng là giống nhau. Thế nên cũng có những thời điểm cái lạnh bị phai nhạt, mà rõ nhất là khoảng 15 phút cuối trong trận đấu với Indonesia trên sân khách mới đây. Trận đấu này với các cầu thủ của chúng ta là quá dễ, chơi thong thả và dẫn trước 3 bàn. Nhưng sau đó thì hàng thủ có vẻ hơi lơ là, khiến cho đối thủ gỡ lại một bàn trong một tình huống mà nhiều nhà chuyên môn thống nhất với nhau rằng nếu tập trung hơn chúng ta sẽ không thua bàn đó. Chắc chắn là ông Park Hang-seo đã nhìn ra những khoảnh khắc như vậy, cho nên một mặt ông trả lời báo chí rằng nó là chuyện hết sức bình thường và rằng trong bóng đá sai số là khó tránh. Nhưng mặt khác, khi đối diện với các cầu thủ chắc chắn ông sẽ có những biện pháp nhắc nhở và chỉnh đốn cần thiết.
Bộ mặt một đội tuyển Việt Nam bản lĩnh, lạnh lùng suốt 2 năm qua sẽ không dễ gì sập vào cái đòn tâm lý mà ông Nishino mới giăng ra mới đây. Hơn ai hết, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ hiểu rằng nói năng, phát ngôn, đánh giá, nhận xét là chuyện của người khác, còn tiếp tục thi đấu theo phong cách vốn có là chuyện của mình. Có một đội tuyển Việt Nam rất lạnh, đó là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh bất chấp việc đối thủ đang tìm mọi cách để chúng ta không lạnh nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.